Trang xin chào toàn thể quý vị đang xem kênh Thư Giãn Cùng Trang. Và cảm ơn quý vị đã chọn kênh Thư Giãn Cùng Trang để xem những video làm nail của Trang nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Hôm nay Trang sẽ chia sẻ cái bàn tay của bà khách làm bột Deep Pink and White. Mà bà khách này là bà thích cái bột màu pink lợt natural, chứ bà không thích cái màu pin đậm. Thì hồi nãy Trang mới tháo tay díp của bà ra, xong bây giờ Trang cắt ngắn rồi Trang dũa xếp. Cái bàn tay của bà này là bà thích cái xếp bầu bầu như vậy nè quý vị. Trang cắt ngắn xong rồi cái Trang lấy cái kềm cắt da, Trang bấm hai bên cho nó tạo cái độ mà nó bầu bầu á. Rồi cái Trang lấy dũa, Trang dũa sơ lại cái cho nó nhanh. Mình bấm ngắn xong rồi mình bấm hai bên. Trang dũa hai bên. Mình đi khi dũa xéo xéo 45 độ, mình lòn ở dưới cái móng của khách đó. Cái này mình dũa đẩy sát lên hai bên khóe của cái da đó. Đẩy sát lên. Nhưng mà cũng cẩn thận nha quý vị, coi chừng chảy máu hai bên khóe tai của khách. Mình cũng làm vừa bình thường thôi, mình đừng có làm mạnh tai quá, nhiều khi khách đau á. Bà mới tháo móng điếp ra nên cái tai bà nó hơi sần sùi, nó hơi có cái đốm mà nó trắng trắng nó nằm ở trên cái móng á. Tí nữa mình lấy cái dũa giấy á, mình dũa một vòng ở trên đường cuticle, xong rồi cái chỗ nào mà nó có cái đốm trắng trắng nhiều á, mình dũa cho nó giảm bớt. Tại vì bà làm lợi cái màu white tip cho nên mình cần phải dũa cho nó giảm bớt cái lằn trắng trắng á, cái đốm trắng trắng á. Hai ngón này là móng giả nè quý vị. Đó, Trang đi một đường ở trên móng giả nè. Trang đi khi dũa cái lằn ngang á, ngay cái ngấn á đó, Trang đi ngang qua một cái để cho nó giảm bớt chút tí cái độ mà cái cho nó hơi láng một tí ngay chỗ cái ngấn á, để tí nữa mình điếp lên nó không có thấy cái ngấn. Mình dũa nương nhẹ nhẹ nha, đừng hạn chế, đừng có làm tay khách bị mỏng nha quý vị. Đó, Trang đi, Trang dũa ngay cái lằn cuticle, xong Trang dũa ngay cái móng tí xíu. Nếu mà bà sơn màu á, màu deep á, thì mình không có dũa nhiều ngay cái đốm trắng trắng. Tại bà sơn white tip lại cho nên mình cần phải dũa cho mấy cái đốm trắng trắng đi. Dũa xong mình quét lại cho nó sạch bụi, rồi mình lấy nước deep á, chai số 1 á. Chai số 1 là chai B, chai keo á quý vị. Mình sơn một tí nằm ở ngay móng, nhưng mà hai bên là Trang chừa ra. Mỗi bên là bên mỗi bên, mỗi khóe mỗi bên là 3 cọng tóc hoặc 2 cọng tóc. Đó, Trang không có sơn đầy nước sơn hai bên khóe. Trang chỉ sơn một tí ngay chỗ ở giữa phần trong của móng thôi. Đó, quý vị nhìn ở Trang sơn ở trong, Trang không có sơn ra đầy hai bên. Tới lớp thứ ba và lớp thứ tư Trang mới sơn đầy đều móng, đầy hai bên. Cái này là bột clear nha quý vị, mình nhúng vô bột clear. Trang deep thường là Trang deep tới 4 lớp nữa. Rồi mình cất bột clear đi, mình lấy bột màu pin. Pin này là pin lợt á, hồng lợt á, hoặc hay còn gọi là hồng natural. Trang deep thứ lớp thứ hai, xích lên trên gần tới phần cuticle của móng nha quý vị. Rồi nhưng mà hai bên cái khóe hai bên thì Trang cũng hụt lại nữa, Trang cũng sơn hụt lại hai bên. Đó, cái này là đi lớp pin đậm, cái này là màu hồng đậm nè. Trang đưa ra cho quý vị nhìn đó,
cái này là hồng đậm, còn cái này là hồng lợt. Nhưng mà hôm nay Trang không có sử dụng cái bột màu hồng đậm, Trang chỉ cho đưa cho quý vị xem thôi. Lớp thứ hai mình sơn hai bên, hai khóe hai bên mình cũng hụt lại, mình lùi vô hai cọng tóc, hai ba cọng tóc. Hai ba cọng tóc là để Trang không muốn làm nó bè hai bên quá, xong rồi tí nữa mình phải giũa cho nó gọn lại, mệt lắm. Mình hạn chế làm cho nó bè ra hai bên để tí nữa mình khỏi giũa. Mình giũa ít thôi chứ mình không có cần phải giũa nhiều. Đó, xong lớp thứ hai Trang kêu khách đưa tay vô hơ quạt. Hơ quạt rồi Trang sẽ điếp lớp thứ ba. Hơ quạt nó khô rồi nè quý vị, đó, khô rồi cái mình quét. Còn nếu mà nó còn ướt á, thì mình cho hơ thêm vài giây nữa để thôi mình quét trên cái cây cọ, cây cây cái cây chổi á, mình gọi là cây chổi đi, cây chổi á, nhiều khi nó dính bụi á, rồi cái đưa lên quét á, rồi cái nó dính tùm lum trên móng á, nhìn thấy nó dơ á. Lớp thứ ba Trang sơn đều hết, đầy đủ hết, sát vô cuticle và hai bên cũng đầy đủ nước sơn hết, không chừa ra hai cọng tóc hai bên. Rồi Trang lấy hũ bột màu trắng nè, Trang đổ ra cái nắp. Mình đổ ra cái nắp mình làm được rồi, không cần phải mua thêm dụng cụ gì hết. Rồi cái Trang điếp, trước khi đưa vô hũ bột màu hồng là Trang phải vũ vũ cái ngón tay khách cho nó rơi hết bột màu trắng xuống, rồi Trang mới đưa vô hũ bột màu hồng. Hạn chế là cái bột màu trắng nó rớt vô trong cái hũ bột màu hồng của mình. Đó, sơn trong phạm vi móng, đừng sơn lem ra da. Đưa từ từ, đẩy từ từ lên, mình nhắm chừng nó khoảng đó là được. Còn nếu mình rút ra mình thấy nó ít quá thì mình đưa nó thêm một miếng này nữa, miếng mực trắng vô nữa, dỗ ra để cho nó rớt cái bột màu trắng xuống nha quý vị. Đó, rồi đưa vô. Đó, nhanh không quý vị? Đó, làm kiểu mình sơn nằm ở trong phạm vi móng làm nó nhanh lắm. Dù 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 cầm tay khách đưa vô xéo xéo 45 độ, khoảng 45 độ, đưa vô cái hũ bột mà, đưa vô cái nắp bột màu trắng á, đưa đẩy từ từ vô, rồi vừa vừa đẩy đẩy mình cũng vừa canh luôn. Đó, sơn lớp thứ ba mình sơn khéo khéo, chậm chậm chút, từ từ, mình không cần làm gấp, mình làm ba ngón trước hai ngón sau, tại vì cái điếp này mình làm pin and wire này thì nhiều khi nó hơi lâu, rồi cái trong thời gian lâu quá mình sợ cái bột, cái keo mà cái keo á, nó khô rồi mình hít cái hũ bột màu hồng cái nó không dính đó, nên mình hạn chế mình làm ba ngón trước. Còn nếu mà quý vị hơi chậm tay nữa, mình làm hai ngón trước. Sơn khéo khéo vô, đừng sơn nhiều quá mà cũng đừng sơn mỏng quá. Đưa vô từ từ, mình vừa đưa mình vừa canh, mình nhắm chừng nó tới đâu á. Nếu mà nó có hụt tí thì lớp thứ tư mình sẽ chỉnh lại. Vũ bột xuống rồi đưa vô, rồi tới này lớp thứ tư rồi lớp cuối cùng nè quý vị. Mình vừa quét xong mình nhìn cái tay khách đó, mình quét xong cái mình nhìn tay khách ngón nào mỏng, ngón nào mà cái màu trắng nó ít, với ngón nào cái màu cái mình ngón nào mà nó không đều, ngón nào không đều, ngón nào ít mực trắng quá thì tí nữa mình sẽ đưa cái mực trắng nhiều lên chút nữa. Còn ngón nào mà cái mực trắng dày quá thì tí nữa mình sẽ giảm lại, mình đưa cái màu trắng mình lùi lại hai ba cọng tóc, nó làm nó sẽ giảm lại mỏng lại. Mình muốn cho nó trắng thiệt trắng thì mình ngâm nó chút xíu, ngâm chút xíu rồi mình lấy ra, mà mình
từ từ mình hãy rũ bột xuống. Mình rũ bột xuống liền đó thì cái màu trắng nó rớt xuống, rớt xuống thì sợ cái tay của khách đó không có đủ độ mà trắng thiệt trắng á. Mình đưa vô mình ngâm cho một cái màu trắng tí xíu nha quý vị. Nó lem lên thì mình chùi nó đi. Đưa vô. Nó ngâm tí xíu cho nó trắng thiệt trắng lên. Rồi từ từ rồi mình vũ xuống. Đưa vô. Đó, ngâm cho nó lâu lâu tí xíu. Đó. Tới cái bàn tay này là lớp thứ tư luôn. Đó, mình nhìn thấy ngón nào không đều thì mình chỉnh lại. Còn nếu đều thì mình vẫn làm theo cái đường đó. Còn không đều thì mình tự chỉnh lại. Đưa bột màu trắng vô để lâu tí xíu cho bột màu trắng ngấm nhiều thiệt nhiều bột màu trắng. Để lâu tí xíu cho bột màu trắng ngấm, ngấm ngấm cái bột lâu thiệt lâu. Ở cái ngón giữa đó mình không vũ nó xuống thấy không? Mình cố tình mình không vũ á. Bây giờ mình mới vũ nè. Cái hũ bột này nó dễ làm, có cái hãng khác, có cái hãng khác cái bột màu trắng nó làm mình đưa vô cái đường cong á, nó găng cưa á, nó không có đều một đường như vậy. Có nhầm loại bột á quý vị, nó mịn, nó làm sao nó giống như là bột củ năng á. Mình tưởng tượng nó giống như cái bịch bột củ năng vậy. Đưa vô cái nó tèm lem, nó sao đâu, nó không có, nó khó điều khiển, nó không có ra một một lần nguyên như vậy mà nó không đều. Mình có xài một loại bột điếp màu trắng của hãng khác rồi mình bỏ luôn, mình không có xài cái đó nữa. Rồi cái mình mua cái hiệu này là Nitro. Mình có chia sẻ mấy cái video trước á, mình có quay một video làm hiệu nước sơn á quý vị. Đó, cái hiệu này mình đưa vô là nó thẳng một đường luôn, nó không có găng cưa mà nó không có dùng này nè, nó làm nhanh lắm, nó dễ làm. Cái này là Estevay nha quý vị, sơn Estevay vô. Rồi cái bột màu trắng này rất là lâu khô, phải ngồi đợi 3 phút nó mới khô. Sau 3 phút mình quay trở lại, mình coi tay khách khô cứng rồi, mình mới giũa. Của mình mấy bột khác á, mấy màu khác nó có 1 phút rồi là nó khô rồi. Còn cái bột màu trắng này á, mình đợi tới 3 phút nó mình sợ nó chưa khô, mình ngấn ngấn mình lấy móng tay mình ấn ấn vô á, cái hũ bột màu trắng này nó mà không khô cái mình giũa cái là nó mẻ ra, nó mẻ, nó mất bột á, mẻ một góc. Mình sợ nhất là cái hũ bột màu trắng này. Rồi, giũa cây giũa nằm ở dưới móng, nằm xéo xéo ở dưới móng. Nó lòn vô xéo xéo ở dưới móng nha. Mình làm tay bà này là mình làm liên tục á, mình không có nói chuyện. Mình không có nói chuyện với bà, mình làm liên tục á cho nên nó nhanh á. Nếu mà quý vị vừa nói chuyện vừa làm nó hơi chậm tí. Tay bà này hơi của mình làm bà là mình làm liên tục luôn. Làm vừa điếp tay này xong hơ quạt là mình bóc tay kia mình điếp liền nên không có nói chuyện cho nên nó nhanh. Với mà mấy cái nguyên liệu này nó cũng dễ làm, chắc tại
Trang nghĩ là cái nguyên liệu này dễ làm á. Cái bột màu hồng á, nó cũng không có bị nhão nhão, nó không có bị dẻo. Mình sơn tới đâu mình díp tới đó, nó không có bị lem ra ngoài, nó không có tràn ra ngoài và nó hít bột đều nữa. Chỗ nào mà Trang sơn có keo là Trang đưa bột vô là nó hít đều, nó không có bị thiếu bột. Nó đều hết nên nó đỡ cực cho mình. Nó nên Trang thấy đều hết trơn, Trang giũa sơ sơ lại rồi bóp phở rồi xong. Chắc tại cái nguyên liệu sản phẩm á quý vị, Trang nghĩ cái nguyên liệu này nó hít đều với mà bột nó khô ráo, nó dễ xài, nó không có bị chèm nhẹp với nó không có bị nhão nhão. Trang cũng có một số hũ bột mà đưa vô nó nhão nhão, nó nhiễu nhiễu rồi nó hít không có đều, nó thiếu hoài, nó thiếu bột ngay chỗ cái đường viền cuticle á, nên nó không chịu hít bột vô. Rồi cái Trang bỏ luôn, Trang có mấy hũ rồi Trang dục bỏ luôn, làm mất thời gian á, Trang bỏ. Hũ nào dễ xài thì mình xài, hũ mấy hũ kia của hãng khác á quý vị. Rồi mình vuốt sơ sơ trên cuticle, mình vuốt sơ sơ tại vì nó đều, cái bột này nó đều rồi quý vị, nên Trang không có vuốt nhiều, bóp phờ lại cho nó láng mịn đều. Trang cảm ơn quý vị đã xem hết video của Trang. Nếu có gì cần chia sẻ thì nhắn tin cho Trang. Sơn lại Estevay lần 2. Sơn phủ đều hết nguyên ngón. Chỗ nào cũng có nước hết. Chỗ nào thiếu nước đó là tí nữa sơn thấp coat lên nó lâu khô lắm. Sơn Estevay đầy đủ đều hết trên mặt móng. Xong mình cho khách hơ quạt 1 phút. Rồi mình quay trở lại, mình sơn nước bóng lên cho khách. Đó. Sau khi hơ hơ 1 phút rồi thì Trang quay trở lại, Trang sơn nước bóng lên. Nước thứ nhất đi nhanh lên, đi nhanh lên hạn chế cái nước Estevay đó đụng vô cây cọ của mình, cây cọ mình tiếp xúc với cái trên mặt móng đó, có dính nước Estevay nó sẽ làm cho cây cọ mình bị cứng lại. Mình sơn nhanh tay lên. Lớp thứ hai sơn bình thường, sơn đều đầy đủ, sơn tốc độ vừa phải mà mình có thể điều khiển được đó. Sơn đẹp ha quý vị. Cái bàn tay của bà này, bà cũng thích cái loại xếp kiểu này cũng đẹp. Bàn tay bà này mà hợp hợp với cái xếp này. Trang cảm ơn quý vị đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Ba phút là khô rồi, rồi mình bỏ dầu vô nha quý vị là xong.